các bạn kìm mũi nhọn hay là mỏ nhọn gì đấy của hãng Elora, sản xuất 100% tại Đức. Model này là 370-200, có nghĩa là tổng chiều dài của cái kìm này là 200mm. Rồi ở đây mình có ba cái, mở ra hết luôn cho nó đẹp. Ba cái này giống nhau, model 370-200, kìm mũi nhọn loại thẳng, đầu của nó thẳng. Đó. Rồi, giờ mình sẽ nói thông số kỹ thuật ha. Tổng chiều dài của nó là 200mm. Phần này là phần lưỡi, để mình đo xem cái phần lưỡi của nó là dài bao nhiêu mm nha. Cái phần lưỡi kìm từ đây đến đây là 7.6mm. Đó. Mũi của lưỡi của nó dài 7.6mm. Cái phần răng thôi, tính cái phần răng thôi á thì là 3.9mm. 39mm chứ. Xin lỗi ha, 39mm, phần răng là 39mm. Tổng cái phần lưỡi dài là 71mm. Phần này là 39mm. Rồi cái phần dùng để cắt á, phần để cắt là 1 cm 13 mm. Đó. Rồi tổng chiều dài của nó chắc chắn là 200mm rồi. 200mm đó. Rồi về cái phần cán, cái phần chui nè, là được bọc một lớp nhựa cách điện màu đỏ. Cái lớp cách điện này là cách điện hạ thế thôi, cách điện gia dụng thôi, khoảng từ 220V trở xuống thôi nha các bạn. Hoặc chúng ta có thể sử dụng trong điện gia dụng hoặc là trong nhà máy điện cũng được, nhưng mà sử dụng đối với điện hạ thế thôi. Hoặc là trong nhà máy, trong các nhà máy điện thì chúng ta cũng có thể trang bị một số lượng lớn cái kìm này, bởi vì giá của nó rẻ hơn cái loại mà cách điện 1000V. Chúng ta có thể sử dụng đối với cái dòng điện 220V, 230V trở xuống nha. Cái lưỡi kìm này nó có ba phần. Một phần này là có răng là dùng để kẹp, phần này bằng phẳng luôn, rồi phần này dùng để cắt. Đó. Kìm mũi nhọn loại thẳng, dài 200mm, model là 370-200mm.